dù xem bà ly xem nhã uyên như ruột thịt như gia đình của mình nhưng trong lòng nhã phương luôn đau đớn tìm về nguồn cội cũng như muốn biết lý do vì sao mẹ cô lại vứt bỏ cô và rồi vào một ngày đẹp trời bà tiếp thu người phụ nữ danh giá thành đạt trở về tự nhận là mẹ của cô bà khóc lóc ăn năn cầu xin nhã phương tha thứ cho bà sự xuất hiện của bà có giúp cuộc đời nhã phương sang trang hay càng đem lại rắc rối cho cô. Và Nhã Phương, cô gái hiểu chuyện, lương thiện liệu có đủ bao dung, tha thứ cho người mẹ đã từng nhẫn tâm vứt đi giọt máu đỏ hỏn là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Nhìn Nhã Phương yêu thương, chăm sóc, hy sinh cho bà Ly, cho Nhã Uyên, chẳng ai có thể ngờ được họ chẳng hề có dây mơ dễ má gì. Nhã Phương chẳng qua chỉ là con nuôi từng được bà Ly tìm thấy khi bị bỏ rơi trên đường đang khóc ngạt vì khát sữa, cô luôn khắc cốt ghi tông công ơn dưỡng dục của bà Ly, nên cô tự nhủ với lòng, xem bà và Nhã Uyên như gia đình, nhưng sinh mệnh của mình dù họ có gây họa gì, dù ông trời có sụp xuống, cô vẫn gánh vác cho họ vì cuộc sống khó khăn, vì khoản nợ khổng lồ bà Ly gây ra, Nhã Phương buộc phải gác lại việc học vật lộ mưu sinh lo cho mẹ cho em còng lưng trả nợ cho mẹ ấy vậy mà cô không thề oán tháng bà ly nửa lời thay vào đó cô còn là bờ vai cho bà dựa vào còn khuyên răng an ủi để bà không mang cảm giác tội lỗi cô luôn dùng ánh mắt lạc quan để nhìn đời luôn nở nụ cười rãnh rỡ trên môi chẳng biết đằng sau vóc dáng nhỏ bé nhưng kiên cường ấy có cảm thấy ngột ngạt mệt mỏi hay không tất nhiên là có chẳng qua cô không muốn cho mẹ cho em lo lắng giờ cô chính là trụ cột gia đình cũng may nhã phương có được một người bạn vong niên luôn lắng nghe luôn thấu hiểu luôn đưa cho cô những lời khuyên mỗi lần bế tắc nhã phương lại chạy tới xem ông khải hưng như thùng rác thao thao bất tuyệt tâm sự mọi chuyện không quên nói ra những ấm ức những khổ tâm mà cô kìm nén trong lòng một người từng trải kinh nghiệm sống dày dặn Trải qua biết bao thăng trầm, ông Khải Hưng luôn giúp cô tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm, khiến cô vẫn tin hơn vào cuộc sống. Có những lúc ông hỏi cô, cô không giận, không oán trách mẹ và em gái hay sao? Nếu cô buông tay họ, thì cô sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhã Phương chỉ biết nhuyễn miệng cười, đó là gia đình của cô, cô không những không giận, mà còn thông cảm, suy nghĩ cho họ. Cô tin sau cơn mưa trời lại sáng, khiến ông Khải Hưng càng trân trọng, càng yêu quý cô bé hiếm có khó tìm này hơn. Thời cơ thích hợp, ông Hưng nhất định sẽ tiết lộ thân thế của mình, giang tay giúp đỡ ân nhân. Đúng là gần càng già càng cay, chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh rất có mắt nhìn người. Ông sớm nhận ra Nhã Phương sẽ là hậu phương vững chắc, là báu vọc nếu chàng trai nào may mắn có được. Cô không chỉ có quyết tâm, có nhiệt huyết, có đam mê, mà bên trong cô là người sống rất tình cảm. Dù đã chấp nhận bà Ly, Nhã Uyên là ruột thịt của mình, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô luôn khao khát muốn biết bà mẹ của mình, tại sao họ lại vứt bỏ cô. Nhiều lúc nhìn trên trời cao, nước mắt cô lan dài, tự hỏi. Má ơi, má có bao giờ nhớ tới con hay không? Cuộc sống của má thế nào? Con có nên xuất hiện trên cõi đời này hay không? Rồi cô lại thầm mơ ước, nếu cô được sinh ra trong gia đình bình thường, có ba, có má như những đứa trẻ khác, liệu cuộc sống của cô có tốt đẹp hơn hay không? Nhưng rồi sự thật tàn khốc mang cô trở về, cô chẳng thể lựa chọn nơi được mình. Cô chẳng thể lựa chọn được sinh ra. Cô chẳng thể lựa chọn được nơi sinh ra, càng không thể lựa chọn đấng sinh thành. Nếu không thể thay đổi, cô buộc phải đối đầu. Cô gạt nước mắt, khẽ cười nhạt, trấn an bản thân vương à mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhất định ông trời sẽ không phụ lòng nhất định ông trời sẽ không phụ lòng người có công giờ việc mày cần làm là kiếm thật nhiều tiền để trả nợ rồi lo cho má cho em mày còn phải hoàn thành việc học của mình và chẳng thể ngờ tới thật ra nhã phương chính là giọng máu của bà tuyết thu một bà đầm thép trên chốn thương trường được nhiều người ngưỡng mộ bà thu từng là tiểu thư trăm anh thế Phiệt, chẳng may cách hai ngoài ý muốn nhưng vì danh tiếng vì sức ép của gia đình vì khi đó bà còn non trẻ nên bà không đủ dũng cảm khi làm mẹ đơn thân bà buộc phải nhẫn tâm bỏ lại con thơ để xây dựng cuộc sống mới dù sống trong nhung lụa nhưng chưa một giây phút nào bà thôi nhớ về con bà chỉ biết cầu mong con gái bà sẽ có cuộc sống vui vẻ đủ đầy bà vẫn luôn cho người lùng sục khắp nơi tìm tung tích của con gái tiếc rằng bà ly vốn nợ nần bà đã dắt theo các con phiêu bạc khắp nơi khiến bà tuyết thu lực bất tòng tâm không tìm được chút manh mối nào mỗi khi nhìn thấy những cô bé trạc tuổi con mình cười nói vui vẻ trên trường bà thu lại dàn vặt bản thân má thật có lỗi với con nếu cho má có cơ hội quay ngược thời gian nhất định má sẽ không bỏ con nhất định má sẽ dành hết những điều tốt đẹp cho con má thật xấu hổ thật ích kỷ con gái à bằng mọi giá má sẽ tìm được con một người khao khát tìm con chuộc lại lỗi lầm một người mong mỏi tìm về nguồn cội sớm muộn gì cũng sẽ trùng phùng nhưng cách họ đối diện với nhau ra sao cuộc sống của cả hai có bị đảo lộn hay không vẫn là một ẩn số giờ đây nhã phương gặp hết kiếp nạn này tới kiếp nạn khác. Hết dùng tiền mê hoặc lại cản trở việc làm ăn của cô. Còn dùng số nợ của mẹ cô, buộc cô phải ngoan ngoãn trở thành người của hắn. Hắn tự tin nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng rồi, khi Nhã Phương bất lực chưa biết xoay sở ra sao, thì vị cứu tình của cô xuất hiện chính là ông Khải Hân, chủ tịch tập đoàn số 1. Ông không chỉ giúp cô trả nợ, còn giúp cô đặt chân vào tập đoàn mà ai cũng khao khát ông còn muốn Nhã Phương sẽ sớm trở thành cháu dâu của mình. Cô sẽ chữa lành trái tim tổn thương của Vinh Hiển, cũng như cùng anh gánh vác tập đoàn Hưng Thịnh là tâm huyết cả đời ông gây giận. Cô sẽ chứng tỏ được bản lĩnh, sự thông minh, nhạy bén của mình. Hưng Thịnh chính là khởi đầu mới của cô, cũng là nơi giúp cô tìm được người mẹ mà cô mòn mỏi chờ đợi bấy lâu nay. Ai cũng tin, Nhã Phương vốn là cô gái bao dung, hiểu chuyện, khi hiểu được lý do của mẹ, khi biết thời gian qua, bà cũng dây dứt, cũng canh cánh trong lòng, chắc chắn cô sẽ mở lòng đón nhận bà. Còn bà Tuyết Thu, biết được những vất vả, cơ cực mà Nhã Phương từng phải trải qua. Đặc biệt, bà sẽ vô cùng tự hào về cách cô con gái bảo bối đối diện với sóng gió. Bà sẽ bù đắp những mất mát thiệt thòi cho con, mang lại những điều tốt nh mang lại những điều tốt đẹp nhất cho Nhã Phương. Và cũng ở Hưng Thịnh, tình yêu của cặp đôi oan gia Nhã Phương và Vinh Hiển dần được nảy nở, không còn là những hiểu lầm, khúc mắc, không còn những trận cãi vã và trí chóe, chạnh chẽ. Cả hai dần nhận ra họ chính là chân ái của đời mình. Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Kính chúc mọi người có giây phút xem phim vui vẻ.